2-3 con mực, quà giveaway của Netflix càng cực. Một giải nhất, một bộ máy chiếu Netflix và một chiếc áo phông Spiderum. Một giải nhì, một loa Bluetooth Netflix và một chiếc áo Spiderum. Ba giải ba, các món đồ theo style những bộ phim siêu hot đến từ Netflix và một chiếc áo Spiderum. Các bạn sẽ chỉ cần: bước 1, subscribe kênh Spiderum Cine. Bước 2, share lại video của Spiderum Cine về Facebook cá nhân và nhớ để công khai. Bước 3, để lại con số may mắn từ 0 tới 9.999. Tham gia ngay và nhận quà cùng chúng mình nào! Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spiderum. Hôm nay chúng mình đã quay trở lại với các bạn trong bài viết lối sống nào khiến các bạn theo đuổi. Và hãy cùng chúng mình tìm hiểu 10 lối sống đặc biệt qua bài viết của tác giả Green Grass. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spiderum.com. Mà trước khi bắt đầu vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì các bạn đừng có quên là chương trình giveaway của Netflix của chúng mình vẫn chưa kết thúc đâu. Và nếu các bạn có vô tình muốn tham gia cùng chúng mình để nhận thêm những món quà hấp dẫn thì ở dưới phần mô tả bọn mình có nói rõ về chương trình giveaway lần này. Hãy tham gia cùng chúng mình để nhận những món quà thật hấp dẫn nhá. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu với nội dung chính của video ngay bây giờ nhá. Let's go! Phong cách sống là một trong những nhân tố quan trọng góp phần hình thành nên tính cách của mỗi con người. Nó bao gồm những quan niệm của họ về các vấn đề của cuộc sống. Theo đó, với cùng một vấn đề, mỗi người sẽ có cái nhìn riêng tùy thuộc vào phong cách sống mà bản thân đã hình thành. Mỗi cá nhân trong mỗi môi trường sẽ xây dựng một phong cách sống riêng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người theo đuổi và phát triển theo cùng một phong cách sống. Dưới đây là những phong cách sống nổi bật mà bạn có thể tham khảo. Đầu tiên, Ikigai, lý do thức dậy vào mỗi sáng. Mở đầu cho những phong cách sống nổi bật trên thế giới chính là Ikigai, một triết lý khác về lối sống định hướng của người Nhật. Trong văn hóa xứ Phủ Tang, Ikigai bao gồm: điều bạn thích, đam mê và sứ mệnh; điều bạn làm giỏi, đam mê và nghề nghiệp; điều giúp bạn kiếm ra tiền, chuyên môn và kỹ năng; và điều thế giới cần, sứ mệnh và kỹ năng. Hiểu một cách đơn giản, Ikigai là tất cả việc tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Nó đơn giản có thể là thứ giúp chúng ta thức dậy vào mỗi sáng, tiếp tục làm tốt hơn và nắm bắt trọn vẹn những thứ mà cuộc sống cho chúng ta. Theo nghiên cứu của một số nhà khoa học, xã hội học, lối sống Ikigai có thể giúp cho con người hạnh phúc, sống lâu hơn và có chí hướng hơn. Nếu đang gặp khó khăn trong việc định hướng bản thân và rối bời trên con đường đi tìm mục tiêu sống, hãy thử bắt đầu với những điều mới lạ, kết thêm bạn mới, xây dựng nhiều mối quan hệ mới. Tất cả sẽ là động lực để bản thân bạn tìm được lý do thức dậy vào mỗi sáng. Thứ hai, Wabi-sabi, vẻ đẹp từ sự không hoàn hảo. Trong tiếng Nhật, Wabi có nghĩa là thanh lịch, tinh tế, không phô trương, thông qua sự mộc mạc, đơn giản và tự nhiên. Sabi nghĩa là minh chứng của thời gian, là nét đẹp trường tồn theo năm tháng. Phong cách sống Wabi-sabi đề cao vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo và nhận ra vẻ đẹp do thời gian in dấu. Hay nói cách khác, phong cách sống Wabi-sabi là vẻ đẹp của những sự bất toàn, sự vô thường và dang dở. Đây cũng là một trong những lối sống nổi tiếng của xứ mặt trời mọc. Nếu mọi người thường tìm kiếm sự hoàn hảo ở mọi phương diện thì người Nhật lại yêu vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc của tạo hóa, bởi vì họ tin rằng vạn vật trên thế gian này thường không hoàn hảo tuyệt đối. Đây là quan điểm sống đáng để học tập và nói theo. Quan niệm Wabi-sabi khiến cho cuộc sống chúng ta trở nên nhẹ nhàng, yên bình hơn qua cách nhìn nhận về cuộc sống. Nếu bạn muốn theo đuổi lối sống Wabi-sabi, hãy bắt đầu bằng việc từ bỏ suy nghĩ về sự hoàn hảo tuyệt đối. Hãy biết vị tha, nhìn nhận mọi thứ dưới con mắt đơn giản hơn để cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng và bản thân cũng không còn nhiều vướng bận. Hãy sống rộng lượng, bao dung, biết chấp nhận khiếm khuyết để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Thứ ba, Friluftsliv, trở về với mẹ thiên nhiên. Friluftsliv là phong cách sống của người Na Uy nói riêng và cư dân Bắc Âu nói chung. Đây là lối sống mà con người tìm về với thiên nhiên, hòa mình vào đó, nhẹ nhàng, bình yên để giải phóng tâm hồn. Những người theo phong cách sống này thường thích leo núi, tắm biển, chèo thuyền, cắm trại, hít thở không khí. Họ xem thiên nhiên như một ngôi nhà yên bình, nơi tìm về để lòng thanh thản, xóa tan lo âu và tổn thương mà cuộc sống đem lại. Với họ, thiên nhiên như một người mẹ bao dung và chữa lành. Có thể nói đây là một lối sống rất thiết thực trong thời kỳ hiện đại. Thiên nhiên và môi trường là những thứ đang rất cần được thấu hiểu và bảo vệ. Phong cách sống Friluftsliv không chỉ giúp con người sống tốt hơn, bình yên hơn, mà nó còn là động lực giúp con người nhận thức và trân trọng thiên nhiên, cuộc sống nhiều hơn. Stoicism, phong cách sống bản lĩnh và bình thản. Stoicism hay chủ nghĩa khắc kỷ là một trường phái triết học được khai sinh ở Athens vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Sứ mệnh của chủ nghĩa khắc kỷ là rèn luyện tinh thần con người cứng rắn và bình tĩnh hơn khi đối mặt với những nỗi đau và áp lực ở trong cuộc sống. Quan điểm của chủ nghĩa khắc kỷ: sở dĩ ta đau khổ vì ta chọn sai cách trong việc nhận định các vấn đề. Khắc kỷ không có nghĩa là nghiêm ngặt hay khổ hạnh. Trái lại, chủ nghĩa này cho rằng để tiến tới hạnh phúc, chúng ta cần sống hòa hợp với bản chất con người và thế giới. Bên cạnh đó, một triết lý quan trọng của chủ nghĩa khắc kỷ là đừng cố gắng kiểm soát những gì xảy đến với bạn, vì đơn giản là bạn không thể. Thay vào đó, hãy kiểm soát phản ứng của mình trước những việc đó. Thông thường, chủ nghĩa khắc kỷ khái quát cuộc sống làm 3 phần, bao gồm những gì ta có thể kiểm soát, hành động và suy nghĩ, những điều ta không thể kiểm soát, yếu tố tự nhiên hay hành động của người khác, và những gì ta có thể kiểm soát một phần, những công việc có sự tham gia của người khác. Lời khuyên cho mỗi người là hãy tập trung vào những gì bản thân có thể kiểm soát, phớt lờ những điều ta không thể kiểm soát và lên kế hoạch, dự định cho những thứ ta có thể kiểm soát một phần. Để chuyển đổi lối tư duy thông thường sang tư duy khắc kỷ là cả một chặng đường. Nhưng nếu bạn có đủ nỗ lực thì câu hỏi làm thế nào để hạnh phúc không còn quá khó để trả lời. Hygge, hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Trong cuốn Hygge, hạnh phúc từ những điều nhỏ bé của tác giả Maria Turell Sudberg có viết: mỗi quốc gia có những giá trị cốt lõi khác nhau để làm nền tảng cho việc hiểu và nhận định đặc điểm của dân tộc mình. Người Mỹ yêu thích sự tự do cá nhân, người Pháp có danh vọng, người Đức đề cao tính kỷ luật và sự chính xác. Đối với người Đan Mạch, Hygge chắc chắn là một trong những giá trị cốt lõi. Phong cách sống này đơn giản là sự hưởng thụ thực tại, hài lòng và trân trọng những điều nhỏ bé nhất tồn tại xung quanh cuộc sống. Đôi khi con người thường tìm kiếm những điều lớn lao, đặt nặng giá trị của cải vật chất và nghĩ đó là hạnh phúc bản thân mong muốn có được, mà hoàn toàn không nhận ra những điều giản dị, nhỏ bé hiện hữu xung quanh mỗi chúng ta cũng chính là một loại hạnh phúc. Hạnh phúc có thể đến từ những điều bình dị, ở trong những khoảnh khắc được coi là đời thường nhất. Nó có thể là những ngày đi làm mệt mỏi, bạn được ngả lưng trên chiếc giường yêu thích, là hạt giống bạn gieo đã bắt đầu nhú mầm, là một ngày nắng cực đẹp được nhâm nhi cốc cà phê và nghe bản nhạc mình yêu thích, vân vân. Tất cả chúng đều là Hygge, cách mà con người tự tạo nên hạnh phúc qua những điều nhỏ nhặt nhất. Lagom, đủ là hạnh phúc. Cũng xuất phát từ Bắc Âu, Lagom được xem là một phong cách sống, một niềm tự hào của người Thụy Điển, là từ riêng của đất nước được coi là hạnh phúc nhất thế giới. Lagom có nghĩa là không quá thừa cũng không quá thiếu, chỉ vừa đủ. Về bản chất, Lagom có nghĩa là tận hưởng một cuộc sống đơn giản, tìm kiếm sự cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống và tập trung vào những gì thực sự quan trọng khiến cho bạn hạnh phúc. Trong nhận thức của mỗi người, luôn có sự thôi thúc không ngừng rằng bản thân phải nhận nhiều hơn cả chính tham vọng của mình. Điều đó có thể là hòn đá ngáng chân bạn khi đi đến thành công, bởi vì càng tiến gần đến thế giới hiện đại, càng chạy đua theo những lợi ích xã hội, chúng ta lại càng muốn trở về với những thứ đơn giản và cũ kỹ. Lagom hướng bạn nắm giữ lấy niềm vui và loại bỏ những điều phiền phức, thừa thãi. Lagom là triết lý mà bạn có thể áp dụng vào gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống, không chỉ là đơn giản hóa mọi thứ, mà còn giúp bạn giảm bớt căng thẳng và khiến bạn tìm thấy hạnh phúc trong sự cân bằng. Lagom cũng giúp bạn nhận ra rằng đôi khi những điều đơn giản cuối cùng lại mang đến cho bạn nhiều niềm vui nhất. Oponopono, phong cách sống của người Hawaii. Oponopono là một nghi thức chữa lành của người Hawaii cổ bằng cách dạy con người hướng đến sự tha thứ. Trong đó, O có nghĩa là tạo ra và Pono có nghĩa là sự đúng đắn. Chữ Pono được lặp lại 2 lần với hàm ý hướng đến bản thân và cả những người xung quanh mình. Người Hawaii cổ xưa tin rằng việc nắm giữ những cảm xúc cực đoan như giận dữ và thù hận sẽ chỉ khiến chúng ta thêm tổn thương nếu không chịu tha thứ. Khi nắm giữ oán giận trong một thời gian dài cùng những nhận thức sai lầm có thể làm tổn hại đến bản thân và cả những người xung quanh. Nếu thực hiện lối sống Oponopono, nó sẽ giúp chúng ta chữa lành những tổn thương, bất kể chúng có đau đớn đến bao nhiêu. Đôi khi, đây có thể là phương thức giúp chúng ta khởi lên sự tha thứ cho những cá nhân đã từng làm tổn thương mình, đồng thời cũng là liệu pháp để chữa lành cho chính bản thân chúng ta, xoa dịu đứa trẻ đang đớn đau trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người. Có thể thấy hầu hết người theo lối sống Oponopono đều luôn lạc quan và yêu đời. Phong cách này cũng là một trong những lý do khiến người dân Hawaii luôn nở nụ cười ở trên môi và sẵn sàng giang tay giúp đỡ mọi người. Tiếp theo, Sisu, vượt qua tất cả. Sisu là một phong cách sống của người Phần Lan và là sự pha trộn của sự can đảm, kiên trì, dẻo dai và tinh thần bền bỉ khi đứng trước mọi khó khăn và nghịch cảnh. Một đặc điểm đã định hình không chỉ số phận của cả một dân tộc mà còn cả cuộc sống thường nhật của người dân Phần Lan. Tinh thần Sisu thể hiện ở mọi mặt trong cuộc sống của người Phần Lan, như có sự chuẩn bị chu đáo để đối phó với những khó khăn, thử thách, trung thực, nói lời thẳng thắn thật lòng chứ không hoa mỹ, dám thừa nhận những yếu điểm của bản thân và đề cao sự bình đẳng và công bằng. Có lẽ chính vì luôn mang trong mình tinh thần Sisu mà dù sống ở nơi khí hậu khắc nghiệt, lạnh giá quanh năm, nhưng mà người Phần Lan vẫn vững vàng bước qua cái lạnh giá ấy và sống vui vẻ. Họ luôn tin rằng mình đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi chông gai, để rồi tìm thấy được niềm vui và sự hạnh phúc ngay giữa nghịch cảnh mà họ phải đối mặt và chống chọi. Jugaad, cái khó, lo cái khôn. Jugaad là một thuật nghĩ chỉ tinh thần của người Ấn Độ, mang hàm nghĩa trong cái rủi có cái may, hay là cái khó lo cái khôn. Tinh thần này dựa trên việc tìm kiếm các giải pháp khéo léo cho các vấn đề khó khăn, đồng thời cũng đưa ra một thông điệp rất ý nghĩa rằng mọi thứ trên đời đều có cách giải quyết riêng và không gì là không thể. Đi khắp các vùng nông thôn Ấn Độ và bạn sẽ chứng kiến tinh thần Jugaad ở mọi nơi. Đó là chiếc xe tải cung cấp điện năng cho cả một ngôi làng, hoặc những chiếc anten truyền hình tạm bợ được làm từ móc áo. Tuy nhiên, bên cạnh những cái nhìn tích cực, cũng có một vài ý kiến tiêu cực cho rằng việc tự hào về khả năng sống sót với bất cứ điều kiện nào có thể khiến Ấn Độ không thể phát triển, bởi một bộ phận người dân đã phát triển khả năng ấy thành lối khôn vặt. Tuy nhiên, dù có nhiều ý kiến khác nhau, song ta vẫn không thể phủ định rằng lối sống Jugaad khiến mọi người nhận ra rằng khi một con đường đóng lại, con đường khác sẽ mở ra. Bạn chỉ cần vững tin, không có gì có thể đánh gục được bạn. Gemütlichkeit, tinh thần Hygge của người Đức. Gemütlichkeit là một khái niệm rất nổi tiếng ở Đức. Nó được ví như tinh thần Hygge của người Đức. Theo đó, Gemütlichkeit được dùng để miêu tả trạng thái ấm áp, thân thiện và mãn nguyện. Cả Gemütlichkeit và Hygge đều chỉ trạng thái sung túc, đầy đủ, biết ơn những điều giản dị xung quanh mình. Tuy vậy, Oxford đã nghiên cứu chuyên sâu về chỉ số hạnh phúc trên các quốc gia. Hiểu một cách đơn giản, nếu như bạn đang ở trong rạp chiếu bóng xem một bộ phim mình thích thì nó là Hygge. Nhưng mà khi bạn cùng xem với bạn bè một bộ phim hay, có bỏng ngô ngon, có đồ uống ngọt, không gian ấm cúng và mọi người hòa mình theo dõi bộ phim, đó chính là Gemütlichkeit. Có thể nói, Gemütlichkeit chính là cảm giác trọn vẹn khi được chia sẻ hạnh phúc với mọi người, trong khi bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc với tinh thần Hygge dù chỉ có một mình. Có thể thấy, hầu hết trong các phong cách trên đều hướng đến một lối sống hạnh phúc. Tùy theo từng quốc gia hoặc thậm chí là tiêu chí của mỗi người mà các phong cách sống có phần khác nhau. Tuy nhiên, dù có điểm chung hay sự khác biệt, chỉ cần mỗi người sống một cách vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái, đó mới là điều quan trọng. Và đó cũng là toàn bộ những nội dung mà chúng mình muốn mang đến cho các bạn. Các bạn có thích video ngày hôm nay không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho Spiderum. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spiderum, còn mình là Pink Dad. See ya!